Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với bản tin nóng chuyển nhượng bóng đá sáng ngày hôm nay, ngày 22 tháng 6 năm 2024, cùng kênh Mê Bóng Đá. Arsenal tiến sát cổ máy ghi bàn, người đại diện cấm cửa giết re bán mảng tới MU. Greenwood bất ngờ quay xe 180 độ. Hãy cùng cập nhật bản tin nóng chuyển nhượng bóng đá sáng ngày hôm nay, cùng kênh Mê Bóng Đá thưa quý vị. Người đại diện cấm chân sút 40 triệu euro đến Man United. Theo thông tin từ Della Sera, người đại diện tiền đạo giết re của Bologna không muốn thân chủ gia nhập Manchester United hè này. Man U có vẻ như đang thất thế hơn AC Milan trong cuộc đua kể trên, bởi như Della Sera tiết lộ, phía Zorachian sẵn lòng giúp De Rossoneri vì đôi bên có mối quan hệ tốt trong quá khứ ở thương vụ chuyển nhượng của Donnarumma hay Kaká. Chelsea, Bayern tranh ngọc quý Barca. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Chelsea và Bayern Munich cùng theo đuổi sao mai 18 tuổi. Tài năng trẻ 18 tuổi được giới chuyên môn nhìn nhận là sản phẩm ưu tú của lò đào tạo trẻ Barcelona. Xavi góp công lớn, giúp Man U bước ra ánh sáng. Tiền đạo người Tây Ban Nha ghi bàn ở hai trận đấu ra mắt tại La Liga lẫn Champions League. Guiu cũng để lại dấu ấn đậm nét ở đội Barca Atle do Rafa Marquez dẫn dắt. Sao mạnh người Tây Ban Nha được đánh giá là cầu thủ sở hữu đầy đủ tố chất của một tiền đạo thuần túy, có khả năng tỉ lệ tốt. Hợp đồng giữa Guiu và Barcelona sẽ đáo hạn vào năm 2025. Trong bối cảnh đó, Chelsea và Bayern Munich đều mong muốn chiêu mộ Guiu. Barcelona cần nhanh chóng hành động nếu không muốn mất ngọc quý vào tay các đối thủ khác. Chelsea, Bayern Munich sở hữu tiềm lực tài chính mạnh mẽ, đủ sức đưa ra lời đề nghị hấp dẫn thuyết phục Guiu. Tôi rất mừng cho Mark. Cậu ấy xứng đáng với điều đó. Đó là một cậu bé hoàn hảo, một tấm gương cho sự khiêm tốn, nỗ lực, huấn luyện viên Ivan Carrasco chia sẻ. Man U coi như thâu tóm 3 tân binh cùng lúc. Tuyển thủ trẻ người Scotland, Camden Pukwu là thần đồng mới nhất chuẩn bị gia nhập Man United vào mùa hè này. Theo Manchester Evening News, Quỷ Đỏ đang đẩy mạnh thương vụ và chỉ còn những bước cuối cùng. Họ thực hiện một quy trình kỹ lưỡng trước khi hoàn tất thỏa thuận với cầu thủ 15 tuổi. Cầu thủ trẻ này sẽ gia nhập lò đào tạo Man U cùng bản hợp đồng mới Sin Vamese, con trai của cựu tiền đạo Cardiff City, cũng như một tài năng khác là James Overy. Chốt phí phá vỡ hợp đồng, Man U xem như có tân binh đầu tiên. Phóng viên Hamere của Sky Sports cho biết Manchester United dự kiến sẽ đáp ứng điều khoản phá vỡ hợp đồng trị giá 40 triệu euro của tiền đạo Zizé. Không có gì bất ngờ khi Man U nóng lòng muốn chiêu mộ một tiền đạo mới trong hè này khi Anthony Martial sắp đáo hạn hợp đồng. Tuy nhiên, ngân sách chuyển nhượng của Man U trong hè này là không nhiều như những năm trước, thế nên Erik ten Hag sẽ phải cân nhắc các ứng viên. Trong bối cảnh Man U còn nhiều vị trí phải bổ sung, Zizé là tiền đạo khá phù hợp với Man U vào lúc này, khi vừa trẻ, vừa có mức phí phá vỡ hợp đồng ở mức phải chăng 40 triệu euro. Phóng viên Hamene cho biết Man U dự kiến sẽ kích hoạt điều khoản này để sớm chốt thương vụ với Bologna. Các cuộc thảo luận đang diễn ra giữa hai câu lạc bộ. Sau đó, mọi thứ sẽ tùy thuộc vào cầu thủ và người đại diện của Zizé để quyết định xem họ có muốn nói chuyện với Man U về một thương vụ tiềm năng hay không. Báo cáo cũng nói thêm, Man U cũng có các mục tiêu khác nếu không thể chiêu mộ Zizé thành công. Liverpool nhắm ngôi sao gây bão Euro. Theo nguồn tin từ The Mirror, cầu thủ 21 tuổi đang được The Kop theo dõi chặt chẽ. Ferman Musiala đang là một trong những nhân tố chơi hay nhất ở kỳ Euro năm nay. Sau hai lượt trận, ngôi sao thuộc biên chế Bayern Munich đã có cho mình hai pha lập công, qua đó giúp tuyển Đức giành tấm vé sớm đến với vòng 1/8. Chính vì vậy, sự chú ý dành cho Musiala ngày càng trở nên nhiều hơn. Theo nguồn tin từ The Mirror, Liverpool là một trong những bên đang để mắt tới Ferman Musiala, với việc cầu thủ tấn công này cũng hứng thú trước viễn cảnh chuyển đến Premier League. Musiala gần như đã giành được mọi danh hiệu lớn tại Bayern Munich. Anh cùng các đồng đội nâng cao chức vô địch Champions League ở mùa giải 2020, cùng với 4 chiếc đĩa bạc Bundesliga. Chính vì vậy, ngôi sao 21 tuổi dự định tìm kiếm cho mình thử thách mới, nơi có thể thúc đẩy bản thân phát triển hơn nữa. Tuy nhiên, bất kỳ đội bóng nào muốn sở hữu Musiala sẽ phải bỏ ra khoản phí khổng lồ, bởi lẽ hợp đồng của anh tại Allianz Arena vẫn còn thời hạn cho đến năm 2026, và với tiềm năng của Musiala, hùng xám sẽ không dễ để anh ra đi. Để thêm, câu lạc bộ muốn giải cứu nạn nhân của Pep Guardiola. Theo thông tin từ ký giả Fabrizio Romano, AS Rome đã có động thái nhằm thăm dò gửi đến Manchester City để chiêu mộ Sergio Gomez, cầu thủ hiện đang thất thế trong cuộc cạnh tranh suất đá chính với những do Vazio, Nathan A hay thậm chí là Manuel Akanji. Tân binh Chelsea được khen là cầu thủ Brazil xuất sắc nhất. Theo nhà vô địch World Cup Lanco, bản hợp đồng mới của Chelsea, Etevao Willian là cầu thủ gốc Brazil xuất sắc nhất kể từ sau Neymar. Ông chia sẻ, Brazil vào năm 2026 sẽ đến rất mạnh mẽ, họ sẽ đến với sức mạnh, tốc độ và chất lượng. Etevao, đối với tôi, với tất cả sự tôn trọng dành cho những người khác, đây là điều nghiêm túc, điều mà tôi chưa bao giờ nói và tôi sẽ nói, kể từ nay mà, cậu ấy là cầu thủ xuất sắc nhất tôi từng thấy sinh ra ở Brazil. Juventus có động thái đẩy Rabiot tới Man U. Theo chuyên gia chuyển nhượng Alfredo Pezzula của Sports Italia, quá trình đàm phán gia hạn của Rabiot gặp đề lớn, mẹ, đồng thời là người đại diện của Rabiot, muốn một khoản hoa hồng
cùng với mức lương 9 triệu euro mỗi mùa, điều mà Juventus đã khước từ ngay lập tức. Như vậy, Man U hoàn toàn có thể sở hữu Rabiot theo dạng chuyển nhượng tự do. Thay đổi xuất hiện, vụ Greenwood bất ngờ quay xe. Truyền thông Anh tiết lộ khả năng cao thương vụ Mason Greenwood tới Juventus có những thay đổi. Từ lâu đội bóng nước Ý đã được xem như bến đỗ khả dĩ dành cho chân sút sinh năm 2001, họ thậm chí còn đạt được thỏa thuận cá nhân với Greenwood. Tuy nhiên, Juventus bất ngờ đóng băng thương vụ này vì nhiều lo ngại khác nhau. Ở đó, người hâm mộ có vẻ không đồng tình. Bayern ra đòn cuối cho máy quét 70 triệu Premier League. Theo nguồn tin từ Bild, Hùng Xám sẽ có động thái cuối cùng dành cho ngôi sao mà họ đã bỏ lỡ hồi hè năm ngoái. Vào kỳ chuyển nhượng hè năm ngoái, Bayern Munich đã đặt mọi thỏa thuận để sở hữu tiền vệ Raul Albiña từ Fulham. Tuy nhiên, thương vụ đã đổ vỡ ở giây phút cuối khi Fulham chưa tìm thấy mục tiêu phù hợp. Tuy nhiên, Hùng Xám vẫn tiếp tục theo đuổi cầu thủ hiện đang thi đấu cho tuyển Bồ Đào Nha. Cho đến thời điểm hiện tại, họ đã đưa ra hai lời đề nghị trị giá 35 triệu euro và 45 triệu euro, nhưng đại diện Premier League chưa hài lòng về con số này. Theo Bild, Bayern sẽ đưa ra lời đề nghị cuối cùng cho Pahinha. Cụ thể, họ sẽ chi ra 46 triệu euro cộng thêm điều khoản bổ sung. Tuy nhiên, do câu lạc bộ Premier League định giá tuyển thủ Bồ Đào Nha ở mức 70 triệu euro nên không rõ liệu họ có chấp nhận lời đề nghị của Bayern hay không. Fulham không muốn nhận về số tiền ít hơn mùa hè năm ngoái, đặc biệt là sau khi Pahinha mới gia hạn hợp đồng với câu lạc bộ đến năm 2028. Vì vậy, dù lời đề nghị cuối cùng dành cho Pahinha có được chấp nhận hay không thì có vẻ như câu chuyện chuyển nhượng này cũng sẽ đi đến hồi kết. Bayern nhận cú hét 100 triệu euro. Theo Bild, Hùng Xám đang nhắm đến ngôi sao vừa mới trải qua một mùa giải thành công tại Bundesliga, Unai Simons. Cầu thủ người Hà Lan được PSG cho mượn đến RB Leipzig và đã để lại dấu ấn rõ nét với 10 bàn và đóng góp 15 kiến tạo sau 44 lần ra sân. Tuy nhiên, thương vụ này sẽ vô cùng khó khăn với việc PSG ra giá lên đến 100 triệu euro. Gã khổng lồ lít ăn vừa mất trắng Kylian Mbappe, cầu thủ gia nhập Real Madrid theo dạng chuyển nhượng tự do. Vì vậy, họ muốn tìm kiếm nguồn kinh phí để bù đắp thiệt hại. Sau Tây Ban Nha sẽ giúp Barca có song tấu đáng sợ. Barcelona hứa hẹn có hàng công đáng chờ đợi nếu chiêu mộ thành công Nico Williams. Nico Williams tạo nên cơn sốt sau chiến thắng 1-0 của Tây Ban Nha trước Italia. Cầu thủ chạy cánh 21 tuổi được bầu chọn ngôi sao xuất sắc nhất trận đấu. Nico trở thành mũi khoan phá cánh trái vô cùng lợi hại của La Roja trước trận đấu giữa Tây Ban Nha và Italia diễn ra. Tờ Marc Camotanico và Lamine Yamal là hai chiếc siêu xe Ferrari của Tây Ban Nha. Huấn luyện viên phương Tây từng bước giúp La Roja trở thành đội bóng với lối chơi trực diện, đầy tốc độ. Nico là một trong những nhân tố quan trọng trong cách vận hành hệ thống đó của Tây Ban Nha. Thống kê từ Husso cho thấy, Nico tung ra tổng cộng 2 cú sút, chuyền bóng chính xác 93%, 4 lần qua người thành công, tạo ra 4 key pass, 1 lần sút bóng chạm xà ngang khung thành Italia. Barcelona phải hành động nhanh chóng trên thị trường chuyển nhượng sau khi chứng kiến màn thể hiện của Nico vừa qua. Từ lâu, đội chủ sân Nou Camp đã đưa sao mai 21 tuổi vào tầm ngắm. Trước khi tỏa sáng ở Euro 2024, Nico đã thu hút sự chú ý của nhiều ông lớn khi thi đấu ấn tượng trong màu áo câu lạc bộ Athletic Bilbao. Sở hữu tài năng là một chuyện, thế nhưng duy trì, phát huy tài năng ấy một cách đều đặn, xuyên suốt là một bài toán hoàn toàn khác. Cổ động viên Barcelona có quyền nghĩ đến kịch bản trong mơ khi Hansi Flick sở hữu trong tay hai mũi khoan phá lợi hại ở hành lang cánh là Rama, Nico. Arsenal tiến sát chân sút ghi 43 bàn. Tờ báo địa phương Bồ Đào Nha cho biết Arsenal sắp ký hợp đồng với Victor của Sporting sau các cuộc đàm phán nâng cao. Theo đó, Sporting sẽ có thương vụ bán kỷ lục cao hơn số tiền 65 triệu euro khi họ đã thu về khi bán Bruno Fernandes cho Man United. Chúng tôi chuyên tài khoản ADSEN, chuyên chạy sách, chạy giờ, cung cấp kênh bậc kiếm tiền view sức tự nhiên, kháng các thể loại kênh. Gà sạch giá chỉ 500k một tài khoản. 1.000 sub thường giá chỉ còn 200k. 1.000 sub thật giá chỉ còn 400k. 4.000 giờ thường giá chỉ còn 2.200k bảo hành 7 ngày. 4.000 giờ thật giá chỉ còn 3.500k bảo hành vĩnh viễn. Kênh bậc kiếm tiền view sub tự nhiên giá chỉ còn 5.500.000. Kênh đủ giờ và sub giá chỉ còn 3.500.000. Kháng kênh sử dụng nội dung và các thể loại giá chỉ còn 800k. Tư vấn đi đúng đường nhanh chóng bậc kiếm tiền, các vấn đề YouTube 500k cho một cuộc gọi. Liên hệ ngay 0352 267 668 để hỗ trợ tư vấn nhanh chóng và tận tình.